Xin chào quý khách, hôm nay thì Deva Shop giới thiệu đến quý khách chiếc gà tàn xì gà 2 điều Lubinsky. Quý khách có thể cảm nhận Lubinsky rất chăm chút cho chiếc gà tàn này, cho từ bao hộp bên ngoài. Đây là logo của Lubinsky đây. Chiếc gà tàng hai điều này thì được làm bằng gỗ nha quý khách. Sau đấy được bọc một lớp đồng lên, kim loại mạ đồng thôi. Có gắn logo của hãng Lubinsky, một hãng phụ kiện xì gà rất là nổi tiếng. Ở dưới đấy sẽ là thông tin của chiếc và nguồn gốc của chiếc gà tàn xì gà này. Quý khách nào quan tâm đến sản phẩm gà tàn xì gà 2 điều Lubinsky này có thể để lại số điện thoại bên dưới. Shop sẽ liên hệ và đặt hàng cho quý khách. Còn quý khách có thể tham khảo các phụ kiện xì gà khác tại website deva.vn. Xin chào quý khách nhé.